Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị, mời quý vị cùng lắng nghe thông tin mới nhất về tình hình truy vết dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày 15 tháng 9 năm 2021. Theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Thưa quý vị, qua công tác truy vết ngày 15 tháng 9 năm 2021, phát hiện các ca F0 70 ca, trong đó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC chạy PCR phát hiện 62 ca dương tính, Pasteur 8 ca, Cụ thể, ngoại tỉnh 1 ca, Tráng bàn 39 ca, Tân Châu 14 ca, thành phố Tây Ninh 11 ca, Gò Dầu 2 ca, Dương Minh Châu 1 ca, Châu Thành 1 ca, Tân Biên 1 ca. Trong đó, 5 ca là F1 trong khu cách ly tập trung ngày thứ 14, 1 ca cách ly ngay từ khi nhập cảnh, 5 ca tái dương đang theo dõi tại nhà. Điều tra dịch tễ 59 ca. Nổi lên một số trường hợp, tiếp tục phát hiện 12 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến yếu tố dịch tễ từ Bệnh viện Lê Ngọc Tùng. Trong đó thành phố Tây Ninh 7 ca, Tân Châu 4 ca, Dương Minh Châu 1 ca. Đáng chú ý có 1 ca là bệnh nhân chạy thận và 11 F1. Các trường hợp còn lại chủ yếu phát hiện trong khu phong tỏa F1 liên quan đến F0 trước đó, như trang bằng 33 ca. Trong đó 13 ca trong khu phong tỏa nhà trọ ở An Tịnh, 15 ca là F1, 4 ca là F2 liên quan đến F0 trước đó, 3 ca kế các khu phong tỏa, Tân Châu 11 ca. Trong đó có 4 F1 là người thân trong gia đình của F0 là người bệnh, người nuôi bệnh từ bệnh viện Lê Ngọc Tùng, trong khu phong tỏa người dân tộc Chăm, xã Tân Hội, tổng cộng ổ dịch này đã có 88 ca. Thành phố Tây Ninh 8 ca, trong đó 1 ca chạy thận, địa chỉ ở Hiệp Ninh và 6 F1 trong gia đình có F0 điều trị tại bệnh viện Lê Ngọc Tùng, địa chỉ ở phường 4, 1 ca từ thành phố Hồ Chí Minh về. Các ca nghi nhiễm 25 ca. Cụ thể, Tân Biên 10 ca, Tân Châu 4 ca, Hòa Thành 3 ca, Châu Thành 2 ca, Gò Dầu 2 ca, Trắng Bàn 2 ca, Dương Minh Châu 1 ca, Bến Cầu 1 ca. Nổi lên một số trường hợp, phát hiện 9 ca nghi nhiễm là F1, bệnh nhân, người nuôi bệnh từ Bệnh viện Lê Ngọc Tùng, 5 bệnh nhân chạy thận và 4 F1. Tổng cộng đã có 7 ca chạy thận nhiễm và nghi nhiễm, thành phố Tây Ninh 2 ca, Châu Thành 2 ca, Hòa Thành 3 ca. Các trường hợp nghi nhiễm có 9 trường hợp địa chỉ ở Tân Biên đang xác định nguồn lây, còn lại là F1 của F0 trước đó trong khu vực phong tỏa. Các trường hợp nghi nhiễm chờ xét nghiệm khẳng định. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay khi có kết quả. Mỗi người dân hãy tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch, không chủ quan lơ là mất cảnh giác, thực hiện tốt thông điệp 5T, tuân thủ nghiêm 5K, thực phẩm đủ tại nhà, thay thuốc đến tận gia, test COVID tất cả và tiêm chủng ngay phường xã. Quý vị hãy đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để cập nhật thông tin nhanh nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thân mến, chào tạm biệt.